Được rồi, hãy cùng bắt đầu theo dõi trận đấu mà tất cả chúng ta đã trông chờ hôm nay. Roberto Carlos. Và đây sẽ là một quả ném biên. Stefan Istanker. Marco Arnautovic. Thiago Silva. Tiến lên đi. Mất bóng. Hinteregger vừa có pha phóng lên. Stefan Istanker. Và đó sẽ là một cú ném biên. Coutinho bị ngăn cản rất bất ngờ và anh ấy đã mất bóng vào chân đối phương. Coutinho. Stefan Istanker. Marco Arnautovic. Tăng tốc. Bóng đã bay thẳng tới vị trí thủ môn. Ronaldinho. Stefan Istanker. Alaba. Đối thủ phòng ngự rất tốt và họ đã mất quyền kiểm soát bóng. Một pha đấm bóng từ thủ môn. Lazaro. Làm thế nào để Marco Arnautovic sút như thế sao mà ghi bàn đây? Ronaldinho. Bây giờ quyền kiểm soát đã thay đổi. Có thể dứt điểm ngay. Bóng khá linh cơ. Và dứt điểm không tốt. Stefan Istanker. Martin Hinteregger. Và đó là việt vị. David Luiz. Coutinho. Rất trống trải. Coutinho. Lazaro. Ronaldinho. Hiệp 1 của trận đấu đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Chúng ta sẽ không cần phải nhắc thêm về hiệp 1 nhàm chán vừa rồi nữa. Hiệp 2 đã chính thức bắt đầu. Vâng, tôi hy vọng hiệp đấu thứ 2 sẽ khởi sắc hơn.
Họ sẽ bắt đầu từ sân nhà vì đó là đường truyền về cho thủ môn. Stefan Istanker. Có thể sẽ có thẻ vàng. Một chiếc thẻ vàng chắc chắn là như vậy. Một pha chuyền bóng may rủi và trọng tài cho rằng đó là một pha phạm lỗi nghiêm trọng. Ôi, xóa bóng nguy hiểm quá. Anh ta xứng đáng phải nhận thẻ trong tình huống đó. Vâng, đó là pha thay người. Stefan Istanker. Họ ngăn chặn đối thủ ngay khu giữa sân và đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Tình huống ngay. Dragovic vừa có pha phóng lên. Ronaldinho. Sút. Thủ môn không cần di chuyển vẫn bắt được bóng. Và đánh đầu truyền cho đồng đội. Phải có vật lên. Vâng, trọng tài quyết định phạt đền kèm theo một chiếc vàng anh Quang Tùng. Tôi nghĩ đó là quyết định công bằng từ trọng tài, đó là pha phạm lỗi rõ ràng và trọng tài đã chính xác. Thật liều lĩnh phải không? Anh ta đã cố gắng đeo bám, tuy nhiên pha xoạc bóng lại không được như ý. Trận đấu đã nóng lên rất nhiều và tôi nghĩ nên có sửa đổi về nhân sự ngay bây giờ. Penalty thành công. Đó là một pha sút penalty rất tốt với áp lực như vậy. Không thủ môn nào trên thế giới cản được cú sút đó. Vâng, chúng ta hãy xem lại bàn thắng này. Bàn thắng đầu tiên của trận đấu ở hiệp đấu thứ hai. Florian Grillis. Stefan Istanker. Và bây giờ là một quả ném biên. Casemiro. Rất hay. Thủ môn bắt được bóng một cách dễ dàng. Tăng tốc. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Thật sự là cái giấc mộng với những đối thủ đã vượt đường xa xa xôi đến thi đấu tại sân vận động này. Đúng vậy, áp lực kinh khủng từ bốn phía khán đài và sự tỉnh táo của đội chủ nhà đang đẩy họ đến chân tường. Có hay không một chiếc thẻ vàng?
Làm thế nào họ sẽ đối phó với tình trạng này? Hậu vệ đã phải ra khỏi sân vì anh ta đã nhận thẻ đỏ. Cũng có vẻ như nó sẽ là lỗ hổng đằng sau bức tường phòng ngự của họ, không lý tưởng chút nào. Cần phải chắc chịu hơn những cơ hội thế này. Vâng, không dễ để có một cơ hội đá phạt ở cự ly thuận lợi như vậy. Đúng là một trận đấu rất đáng thất vọng của anh ta. Anh là chìa khóa của cả đội ở khu trung tuyến, nhưng màn diễn hôm nay thật là tệ. Bạn có thể thấy tuyến giữa đã bị mất hoàn toàn cho đối phương và điều này rõ ràng không làm ban huấn luyện hài lòng. Một trận đấu tuyệt vời và nó sắp kết thúc khi thời gian không còn nhiều. Tình huống tấn công rất hay. Đó là một pha biểu diễn đường truyền đó thật tuyệt vời. Coutinho. Alexander Pato. Các trọng tài thông báo còn tới 3 phút bù giờ nữa. Một đường chuyền đẹp. Và đây là cú sút. Vâng, đội bóng có lợi thế sân nhà, họ chơi hơn người và bây giờ họ đá những bàn thắng cần thiết. Khi bạn chơi hơn người là bạn đã có rất nhiều lợi thế hơn so với đối thủ. Bàn thắng thứ nhất đã cho anh ấy sự tự tin tuyệt vời để tiếp tục ghi thêm bàn thắng này. Và nó là bàn thắng đáng để chúng ta phân tích lại. Tỷ số hiện tại là 2-0. Trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu với kết quả là 2-0. Phải có bật đèn. Cú đá penalty thành công. Một đường chuyền đẹp, họ có thể kết thúc nó. Và đây là cú sút. Vâng, đội bóng có lợi thế sân nhà, họ chơi hơn người và bây giờ họ đá những bàn thắng cần thiết. Khi bạn chơi hơn người là bạn đã có rất nhiều lợi thế hơn so với đối thủ.